Rồi, tại sao mình không sử dụng cái chiến lược là một mũi tên trúng hai đích? Đúng không? Có rất nhiều cách để làm nha. Nhưng mà ở đây tôi đang thấy là cái kỹ năng sale của mọi người còn một số người nói chung nha, không không có ám chỉ ai cả, là còn còn rất là yếu. Chưa phân tích được tình hình, chưa có những cái kiến thức về về kỹ năng bán hàng mới hiện đại. Đó. Thế thì mình cứ ra sức mình mời họ, mình có 10 triệu mà không mời được. Đúng không? 10 triệu không mời được. Thế thì mình phải xem xét, mình phải xem xét. Và mình có thể phân tích là bây giờ nếu như chị sợ như thế, đúng không? Thì chị vứt hẳn cái múa đi, chị làm cái T1 này với em nha. Em đảm bảo trong 6 tháng, em đảm bảo nếu như trong 6 tháng mà chị không thành công, hay là trong 4 tháng chị không thành công kiếm được 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hay 50 triệu tiền lãi một tháng, thì em xin phép là không nhìn mặt chị nữa. Em xin không dám gọi là không dám gọi là trở thành một cái mối quan hệ thân thiết với chị nữa. Thậm chí em sẵn sàng là gì, một tháng em sẵn sàng trả chị 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu cái tiền công vì chị đã làm cùng em mà chị không thành công, coi như đấy em trả lương cho chị. Tức là em phải cam kết mạnh đến mức như thế. Em còn không dám cam kết như thế thì làm sao ai dám theo em? Nếu như bây giờ em vẽ cho họ một cái lộ trình, em vẽ cho họ một cái lộ trình mà giả sử tháng thứ nhất là người ta sẽ kiếm được 5 triệu tiền lời, tháng thứ hai người ta kiếm được 10 triệu tiền lời, tháng thứ ba họ người ta sẽ kiếm được 20 triệu tiền lời, và tháng thứ tư họ sẽ kiếm được 50 triệu tiền lời. Và đây không phải là bánh vẽ, đây là thật. Đây là bán như thế này nhá. Đấy, đại lý như này nhá, bán lẻ như này nhá. Đấy, khai thác như này nhá, hình ảnh của chị rất là tốt nhá. Vân vân mấy mây nhá. Đó, thì mình phải đồng hành cùng với người ta. Đấy, mình phải đồng hành nhưng với điều kiện là mình cảm thấy người ta là người rất là tiềm năng. Thế còn người ta mà yếu quá thì đừng có mà cố. Đừng có mà cố. Tại vì cùng một cái thời gian, cùng với sức lực như vậy, nếu như mình dồn vào cái người mà người ta có năng lực thì rõ ràng là có kết quả. Còn mình dồn vào cái người không có năng lực thì nó không có kết quả hoặc là có kết quả rất là thấp. Thế thì bây giờ mình đánh giá như thế nào là một người có năng lực? Tí nữa thầy sẽ nói. Nhìn mặt mũi ấy, như như thầy nha, nếu là thầy nha, nếu mà thầy đi tuyển đại lý là thầy thích như này này, mặt mũi là phải xinh xắn. Đấy, sáng sủa, mặt mũi thông minh người này, và có động lực kiếm tiền, có động lực kiếm tiền. Có những người người ta không có động lực kiếm tiền thì em có đưa cho người ta vàng người ta cũng cũng không biết cầm. Nó có ba yếu tố nha. Trong bán hàng thì bán lẻ ấy, trong bán lẻ hôm trước thầy có dạy với mọi người là có tìm khách lẻ là có ba sc đúng không, ba sẵn đúng không, giám đốc Lan, giám đốc Luyến có nhớ không? Ba sẵn là cái gì? Giám đốc Quỳnh Hoa có nhớ thầy có giảng cái bài ba sẵn rồi? Dạ, sẵn Đúng tiền, sẵn nhu cầu và sẵn sàng thầy. rồi, ok. Bán lẻ là có ba sẵn đúng không? Thế thì đại lý cũng như vậy. Như nếu là thầy tuyển ấy, là thầy cũng phải xem. Ví dụ như xinh xắn này. Tại sao xinh xắn rất quan trọng? Đấy là một tài nguyên vô giá mà không cần phải đầu tư, nó cũng có. Mà mình bán mỹ phẩm này, mình bán sản phẩm sức khỏe này, thì hãy hợp tác với những người như thế. Thế người sinh ở đâu ra? Người sinh rất nhiều nha. Đội tập gym này đấy, rồi đội thi hoa hậu, hoa khôi này, rồi thì sinh viên các cuộc thi làm đẹp này, vân vân này. Đấy, thế rồi thì vào những cái hội mà nó có PG, PZ các thứ, chuyên 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 làm đẹp, chuyên người ta cung cấp người đẹp. Những đội đấy mình kích một cái là nó rất dễ bùng nổ. Có học vấn một chút thì càng tốt. Và đặc biệt là thầy quan tâm đến chuyện là có khát khao kiếm tiền.
có khát khao kiếm tiền. Đây đây là thầy nói thật nhé, đây thầy nói thật, không không có ngụ ý gì nhé. Chẳng hạn thầy đã tiếp xúc với rất nhiều người, người ta không có động lực kiếm tiền, không có động lực. Người ta có một cái từ lúc đẻ ra đến lúc người ta nhận được những cái giáo dục ấy, là người ta cứ bình 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 bình, tăng 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 tăng. Nhân viên của thầy đấy, thầy giao cho rất nhiều cơ hội nhưng mà nó không, em 10 triệu là được rồi, vui thế đó. Người ta không có động lực thì những người đấy bọn em không bao giờ làm được. Mà có những đứa ấy, nó khát vọng ngút trời. Đợt vừa rồi là có một con bé ở trong Đà Nẵng, nó thuê thầy tư vấn, nhưng mà nói thật sự là một là thầy rất là bận, thứ hai nữa là cái gói tư vấn của bạn ấy thì cũng nhỏ quá, nói thật, thế là thầy cũng đành phải khéo khéo từ chối. Nhưng mà đấy là một đứa mà thầy đánh giá nó có cái tâm huyết ngút trời luôn, thì không phải là chù ẻo nó đâu, nhưng mà nếu như dự án kinh doanh của nó không thành công thì thầy sẽ giới thiệu nó cho mọi người. Chỉ cần một giám đốc như là Lan hay Luyến hay là Nhung hay gì đó mà vào mà nhận con bé đấy thì chắc chắn thành công. Nó 28 tuổi và nó nói rõ mục tiêu với thầy là cho đến 35 tuổi là em sẽ không yêu đương gì cả. Em sẵn sàng làm một ngày là 20 tiếng để đạt được mục tiêu là em sẽ đặt nhà biệt thự Vinhome, em sẽ đi xe Porsche Taycan và cái ngày đó em sẽ mời thầy vào nhận xe cùng em. Đấy, nếu như dự án của em thành công. Tức là ý chí của nó ngút trời luôn, mà trong tay nó không có đồng nào. Cái đứa đấy mà nếu mà mọi người mà nhặt được những đứa đấy mọi người dạy thì nó bùng nổ khủng khiếp. Chứ còn cái đứa mà cứ bây giờ đau đầu than phiền rồi không có nhu cầu nọ kia thì những đứa đấy làm rất khó, làm rất khó. Thì em phải hỏi, em phải có bảng khảo sát, em hỏi sơ bộ. Đấy. Hôm trước thầy có nói với Thảo là tập trung vào những cái vùng, đây là đặc tính của vùng nhé, thầy không có ý phân biệt vùng miền đâu, nhưng đây là đặc tính nhé. Hãy tập trung vào những vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tất nhiên không phải là dân Bắc Ninh, Bắc Giang không có nhu cầu kiếm tiền, nhưng mà vùng đấy là mọi người cái ý chí, mọi người có cái khát vọng kiếm tiền rất mạnh, rất mạnh luôn. Thầy đã chứng kiến rất nhiều đứa học trò ở cái vùng đấy thành công. Nhất trí, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ý là gì? Ý là bây giờ trong số tất cả những giám đốc nó như thế, nhưng mà hãy tập trung vào những khu vực đấy để hút, tại vì dân trong Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là người ta ý chí rất là mạnh, người ta rất là khát khao kiếm tiền. Còn vì sao thì mọi người sẽ phải giải thích về mặt địa lý. Thí dụ nha, như bạn đại học, mọi người có để ý xem, cứ bạn đại học ấy, cái đội đội bạn mình mà ở Hà Nội chúng nó cứ rực rưng, mọi người có để ý không? Mọi người nhớ lại cái hồi mọi người đi học đại học, cái mấy đứa bạn đại học của mình nó cứ rực rưng như không, bọn Hà Nội ấy, có đúng không ạ? Đấy, bởi vì là chúng nó là ở đây sáng đi học về nhà có cửa rồi, sướng lắm, nó không phải đi làm thêm, nó không vất vả. Đó thì đấy là một cái mở rộng cho cái câu chuyện của cái bạn đó nha. Thì giám đốc nào, đại lý nào đang xử lý thì tiếp tục xử lý tiếp, mình cảm thấy phù hợp là tìm mọi cách để tấn công việc là giúp họ làm thành công cái mảng múa may của họ đi. Thứ hai nữa là từ cái data của họ, mình không chốt được họ nhé, giả sử mình không chốt được họ hoặc là mình không muốn chốt họ, nhưng mình hãy khai thác cái data của họ. Chị thử xem là trong số các data của chị có ai phù hợp với sản phẩm của em không, em cần những người như thế này. Chứ thì kiểu gì cũng có phụ huynh, kiểu gì cũng có một con bé nào đó, kiểu gì cũng một vài con bé nào đó xinh đẹp cũng muốn múa may quay cuồng đã là học viên của bà đấy. Hiểu hiểu ý thầy nói không ạ? Khai thác bằng hết. Đấy là một cái ví dụ ngày hôm qua có một bạn hỏi. Bây giờ bạn phải đi, bạn đem những cái lý thuyết mà thầy đưa cho bạn, bạn tiếp xúc với họ, xong đó một ngày hai ngày sau
một tuần hai tuần sau có kết quả, bạn lại thông báo là thầy ơi cái cách này nó được, cái cách kia nó không được, và kết quả nó đang như thế này, em lại cần thầy tư vấn tiếp. Nhất trí, lại có ngay giải pháp, mang hoa mang quà đến. Thầy có một con bé học trò nó khá là xinh, thế mà nó cũng ở quê nó Hưng Yên. Thế thì nó ra trường mấy năm mà nó tự mua được nhà và tự mua được xe, xe rất đẹp. Nó cũng chạy Hyundai Santa Fe, tự mua được nhà. Thì nó chỉ làm đúng một công ty thôi. Và nó cũng chốt sale thầy là cái gói đầu tư nó làm cho một công ty của Sắc Thủy. Sắc Thủy E-Group, mọi người có biết không ạ? À, có biết, có cái chuỗi Apex English ấy. Đó, rồi rất nhiều dự án. Thế thì Sắc Thủy có một cái chương trình hút vốn. Mọi người đầu tư cho Sắc Thủy thì Sắc Thủy sẽ trả lãi rất cao. Trả lãi ngày xưa thầy đầu tư lên đến 35% một năm cơ. Thì cái bạn đó là học trò ở trường thương mại và bạn đó là sale. Thì thầy muốn kể câu chuyện này để cho động viên mọi người. Mọi người đang muốn xây dựng đội nhóm hiệu quả đúng không? Kinh doanh hiệu quả đúng không? Bạn đấy là một trong những gọi là best seller của chỗ đó. Gần như các hợp đồng bạn ấy ký rất là tốt, ký được nhiều hợp đồng và thưởng rất là tốt. Thế thì cách bạn ấy làm như nào? Bạn ấy rất là xinh đấy, nhưng mà không phải là dùng cái xinh đó để trao đổi với khách hàng, mà ý ở đây là cái kỹ năng bán hàng của bạn rất tốt, cực kỳ tốt. Và nói là có những khách hàng là từ chối đến 10 lần, từ chối đến 20 lần rồi. Nhưng mà bạn ấy vẫn không từ bỏ. Bởi vì bạn ấy biết khách hàng đấy tiềm năng. Không từ bỏ. Cứ sáng ngày ra lại, cô ơi cháu mời cô đi ăn sáng. Thôi tao bận lắm, ok, ngày mai lại cháu mời cô đi ăn sáng. Tao bận lắm, đứng ở trước cửa luôn. Mở cửa ra là đã thấy nó ngồi ô tô, nó đợi xe rồi. Cháu mời cô đi ăn sáng. Không bán hàng. Đi ăn sáng, uống cà phê xong lại chở cô về. Cháu chào cô. Đấy. Ngày rằm mùng 1, đúng không ạ? Mua hoa quả tới, cháu với cô đi lễ. Đi lễ, chơi, không bán hàng. Tức là đến nỗi mà bà ấy phải ngại quá. Thấy nó nhiệt tình, thấy nó kỹ năng nó tuyệt vời quá. Nó rất nhẹ nhàng. Và từ chối rồi nó không bán, nó cũng chẳng mà mời nữa. Cứ ngày nào nó cháu mời cô, trưa cô có rảnh cháu mời cô đi ăn trưa, cháu vừa xong việc rồi. Đấy. Thế là bà ấy siêu lòng, thích nó mà. Con bé nó ngoan, nó khéo, nó xinh xắn, nó chẳng mời gì cả. Đấy. Nó biết là cô không đầu tư, nó không mời. Thế là bà này ngại quá, thôi bây giờ mày nói đi, cái hôm trước mày bảo tao là cái gì, thì bây giờ cô đầu tư cho mày một ít. Thế một ít là bao nhiêu? 50 triệu. Vâng, cháu làm với cô hợp đồng 50 triệu. Rất nhỏ. Vào 50 triệu xong thấy ổn ổn. Thấy mọi người vào liên tục ổn ổn. Tháng sau, này, đến cô đưa ra 5 tỷ mà vào. Đấy. Từ khách là đuổi nhá. Đuổi đánh như tát nước. Không có nhu cầu. Không có nhu cầu. Cô không đầu tư nha, mà biến thành khách đầu tư nhỏ. Và từ khách nhỏ biến thành khách to. Thế thì đối với các sale ấy, thì thầy chỉ khuyên là gì? Đằng nào khách chả từ chối, có gì phải ngại, đúng không? Xác định thế đi, đằng nào khách chả từ chối. Nhiệm vụ của mình là bán hàng, còn việc của khách là từ chối. Mình thuyết phục tốt thì tỷ lệ từ chối nó thấp, mình thuyết phục kỹ thì tỷ lệ đồng ý nó tăng lên. Chứ bây giờ nghe nó thấy nó bảo là thôi chị phải đi dạy múa đây, là thôi nghĩ trong đầu là thôi chết rồi, cái con múa may này không thua, mai buông thõm nó cái. Thế là thôi, thế thì cỏ kè gái nhá. Tất cả những cái đứa mà nằm trong data của nó không bao giờ nói tốt cho mình.
kiểu gì mấy hôm sau mình lại gặp một cái đứa, ví dụ này, thầy Phan Anh lại đang muốn chốt giám đốc Lan xinh đẹp vào hệ thống, thế là giám đốc Lan lại quen với bà mua đấy, ui, đừng vào mẹ, ông này ông không được, ông buông ngay, ông buông mà chị còn đang định đầu tư mà bây giờ đã gọi không nghe máy này. Thế là thôi, thành ra mình dở hơi. Cho nên là đối với mình là người bán hàng là mua hay không mua mình đều yêu quý hết, mình đều nhiệt tình hết, và giúp được gì giúp thật lòng, giúp thật lòng nhá, chứ đừng có giúp theo kiểu là nghĩ rằng là ngày mai người ta sẽ trả ơn mình, kệ người ta đi. Thầy làm ở công ty nhựa là nghỉ 2 năm nay rồi. Lúc đấy thầy làm giám đốc kinh doanh cho tập đoàn đó nghỉ 2 năm nay rồi. Nha. Đến nay mà khách gọi cho thầy, hàng tuần vẫn có khách gọi cho thầy, những hợp đồng lớn, thầy vẫn nghe điện thoại, thầy vẫn giả vờ thầy là nhân viên của công ty. Thầy bảo anh có phải bên này bên kia không? Bảo, vâng, có việc gì anh? Tôi đang có nhu cầu như này như kia, mình nghe mấy vâng, thế thì em sẽ cho nhân viên gọi lại cho anh. Thế là mình mới chụp màn hình ấy, gửi sang công ty. Đây, khách người ta đang muốn thế này thế kia, xong. Thế thì thầy nói với bọn em nghe này, cái thằng giám đốc công ty đấy nó cũng nể thầy vãi cả ra quần luôn. Đúng không? Nghỉ 2 năm rồi, hàng tuần vẫn cấp data mà không đòi lương, không đòi thưởng, không đòi gì cả. Thế thì ví dụ như sau này mà thầy có khó khăn gì mà thầy nhờ đến ông ấy thì ông ấy có trả ơn thầy không? Ông có giúp thầy không? Có, đúng không? Và thậm chí mình đưa nhiều data quá, ông phải ngại. Ông ngại bằng cách nào? Thôi, không trả lương thầy Phan Anh thì bây giờ như này nhá. Mời thầy Phan Anh đến đào tạo cho đội ngũ sale công ty mấy buổi. Bao tiền thì thầy Phan Anh cứ báo công ty trả tiền. Thế là người ta không cho mình tiền thì người ta lại cho mình việc. Có hiểu cái cách thầy đang hướng dẫn mọi người không? Thế nhưng nếu mà trong lòng cứ căm thù, ủi mẹ bọn này, nó đuổi mình ngày xưa rồi mình làm tốt thế, nó không thuê mình tiếp rồi, bọn ăn cháo đá bát nọ kia thì thôi, đúng không? Nghe điện thoại ấy, ui tao nghỉ bên đấy lâu rồi, cúp máy. Ui làm gì cái bọn đấy vớ vẩn lắm, đừng làm, cúp máy. Thế thì không bao giờ mình thành người tốt được, trước hết mình phải người tốt đã, ok, đúng không? Kể cả cái đợt tháng 8 năm ngoái thầy làm cho công ty thời trang, bây giờ thầy nghỉ cũng nửa năm rồi, thỉnh thoảng có đại lý gọi điện, tại vì thầy nhá, bọn em sẽ để ý một chút, là thầy cứ làm công ty nào là sau đấy là đại lý gọi cho thầy rất nhiều đấy, thì thầy sẽ bày cho cái mẹ tại sao nghỉ rồi người ta vẫn gọi, bởi vì lúc mình chưa nghỉ mình rất là thân thiện, rất là chuyên nghiệp với họ. Rồi. Thì mình lúc mình làm mình phải thân thiện và luôn mình để số điện thoại của mình nha, mọi người phải nhớ này, đây là một cái mẹo bán hàng rất đơn giản thôi. Ví dụ như gọi điện cho thầy Phan Anh, em là Luyến ở chỗ Ti Huân này, tí nữa xong thì thầy lưu số điện thoại nha. Bây giờ mọi người rất là hay ỷ lại cái chuyện là có Zalo ấy, xong kết Zalo đếch biết nó là đứa nào, kết Zalo xong đếch biết nó là đứa nào, một năm sau em mới thấy có khách hàng gọi đến. Cho nên nhiệm vụ của em là gì? Ví dụ thầy Phan Anh là marketing nha, chuyên marketing, lưu là thầy Phan Anh marketing, lúc nào cần marketing gọi thầy, cần những thứ khác đừng gọi, marketing gọi thầy, thế thôi. Thế nó lưu là thầy Phan Anh marketing, thế là hôm sau công ty nó họp, nó bảo bây giờ đang phải cần chuyên gia marketing, thế là xong rồi, nổ tách phát trong đầu, em có số của ông này hôm trước, ông này rất là giỏi, ông này rất là hay, thế là mình có khách hàng. Đấy. Phải lưu số điện thoại của khách hàng lại và bắt khách hàng phải lưu số của mình, phải chắc chắn. Ví dụ như là lấy điện thoại hai số gọi cái thầy lưu số em đi, thế mà thấy ông Phan Anh ông ấy nháy máy cái ông cúp, để điện thoại ông thầy để em lưu vào. Đấy, thầy đấy, ví dụ như là Lê Luyến chuyên gì gì đấy, đúng không? Ví dụ nội thất thì ghi là chuyên nội thất này, xây dựng thì chuyên xây dựng đấy, rồi thì
đào tạo thì chuyên đào tạo, đội nhóm thì chuyên đội nhóm, mỹ phẩm thì chuyên mỹ phẩm. Đấy, thầy 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 lưu vào nhé. Đấy đấy, em lưu số của thầy rồi, quan trọng lắm. Đến khi mà ví dụ nha, ngày mai thầy Phan Anh đi dạy, có đứa nó bảo thầy ơi bây giờ em không có hàng gì để bán, thế là chết đòn rồi. Tao sẽ giới thiệu cho mày cái đứa tên là Luyến, nó nhiều hàng lắm. Đấy, còn làm được thì tự tự làm với nhau nhá, còn thầy không lấy phần trăm đâu. Thế thế là mình có tự dưng mình có khách. Chứ còn cứ kết Zalo xong thầy cũng đích biết nó là đứa nào. Bây giờ thầy có một cái công việc mà rất là buồn tẻ, đấy là cứ buổi sáng 9 giờ là Zalo nó báo sinh nhật. Đấy, thế thì bắt đầu xem mặt cái đứa mình có quen không, không quen là xóa bạn. Có hiểu cái công việc đấy không? Nó báo sinh nhật đến, ví dụ như là Lê Luyến sinh nhật, bấm vào không quen xóa bạn luôn. Tại vì Zalo nó có cho có 2.000 bạn, bây giờ đầy rồi. Nên những người quan trọng như là Thảo hay là như là Lan hay là Yến hay là mọi người đang kết bạn, thầy còn đang không có chỗ. Thế là những đứa mới xóa hết đi. Thế bây giờ nó xóa mình thì mình mất cơ hội rồi. Đúng không? Ok. Đấy là trường hợp thứ nhất nha. Trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là sáng nay có một chị cũng nhắn tin cho thầy hỏi là bây giờ muốn tổ chức hội thảo đấy, thế nhưng mà đang rất là ít người đấy, đúng không? Thì tôi nghĩ là cái tình huống này thì 6 giám đốc miền thì chắc là đều đang gặp phải. Thế bây giờ cho tôi hỏi này, cho tôi hỏi lại, trước khi tôi đưa ra tư vấn thì tôi phải hỏi lại là gì? Các chị đã làm như thế nào? Các chị đã làm với tần suất như nào? Chị nói là chị không có khách đến thì thầy biết là kết quả rồi. Nhưng mà thầy đang muốn hỏi là chị đã làm như thế nào? Thí dụ chị bảo là em ngồi nhà em đăng bài được 3 người đến. Thì thầy bảo thế thì chưa đủ. Hay thì chị hay là em đi phát loa phường không ai nghe. Bây giờ mọi người phải nói cho tôi này, mọi người đã làm như thế nào? Nói đi ạ. Nhanh. Là mở hội thảo nhưng không có khách. Alo. Vâng thầy ơi, thầy đang muốn hỏi là cái chị lúc sáng hỏi thầy hay là thầy muốn hỏi tất cả mọi người ạ? Tốt nhất là chị lúc sáng, còn sau đấy thì đến mọi người. Dạ. Chị lúc sáng là chị Hồng Vân, chị Hồng Vân có đây không? Chào thầy ạ, chào tất cả các chị em. Vâng, sáng nay em cũng có trao đổi với thầy về vấn đề này đấy ạ. Thì để mà cái vấn đề này thì em cũng đã làm như sau thầy ạ. Thứ nhất là cái việc đăng bài là mình có làm rồi. Thứ hai là em sẽ chia thành các nhóm đối tượng để em tiếp cận. Đấy thì ở đây thì có chia là bên phía là về bên phụ nữ này, về mảng là công chức viên chức này, đấy, mẹ bỉm sữa, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non. Đấy. Và đặc biệt là những cái người kinh doanh online, tức là trong quá trình mình quan sát ấy thì mình nhận thấy là người ta làm nhưng mà qua trò chuyện ấy thì nó chưa được thành công, thì em sẽ đưa những nhóm đối tượng đó và mình tiếp cận. Cái với chia sẻ qua cái buổi hội thảo trước ấy thì khi mình chia sẻ rồi thì người ta có nhận lời thì ạ, có nhận lời là mình họ sẽ tham gia, nhưng mà thường ví dụ như là buổi nó diễn ra vào chủ nhật thì thường có những người người ta đến sát nút là khoảng thứ bảy hoặc thứ sáu thì người ta lại gọi điện lại là chị ơi cái ngày chủ nhật này này là tôi đang có một chút việc bận, tức là người ta từ chối khéo như vậy thì ạ. Mà mặc dù trước đây khi mình chia sẻ là hoàn toàn là người ta
Vâng, hôm đấy em sẽ tham dự đấy, và em cũng cũng nói thẳng cái quan điểm là cái buổi hội thảo mình này mục tiêu nó như này đấy, và họ nghe thì họ bằng lòng. Nhưng mà trước đây khoảng mấy ngày thì người ta có một cái lý do rất là khéo, đó là chị ơi ngày chủ nhật đấy thì em lại có một cái việc bận như thế này, còn có chị thì tận đến đến sáng chủ nhật bắt đầu mới gọi lại, đó là chị ơi em có một cái việc đột xuất. Và khi người ta dùng từ đột xuất thì thực tế là em cũng cũng tức là lúc đấy thì thật sự là cũng rất là khó xử lý đấy ạ, bởi vì người ta là công việc của người ta, nên là lúc đấy thì mình đáng lý là ví dụ cái số lượng của mình được những cái người như thế này, ví dụ khoảng 100 người chẳng hạn, nhưng mà có thể hôm đấy là nó chỉ còn số lượng còn được khoảng 30 đến 40 người. Vậy thì em muốn là khi mà em làm như vậy rồi thì qua nghe thì thầy thấy là có phần nào mà nó chưa ổn, thì em cũng rất là mong thầy chia sẻ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Có, ok, cảm ơn chị Vân nhé. Thế bây giờ các giám đốc cho chị Vân cái lời khuyên trước đi. Có giám đốc nào cho chị Vân cái lời khuyên không? Em chào thầy ạ. Vâng. Theo em thì cái ngày năm 2018 thì khi em làm việc với công ty Minh Thảo thì em với Nguyễn Lan cũng đã tổ chức chung một cái chương trình hội thảo Hải Dương, và cái chương trình ở đó ngày đó nó rơi vào khoảng mấy trăm người cơ. Vậy thì ở đây ấy, thì em nghĩ là chị nên mượn lực bằng cách là như thế này. Ví dụ như là trong đội nhóm của chị hiện tại chị đang có 5 đại lý hoặc 10 đại lý, thì chị phải họp các đại lý lại và chị phải giao nhiệm vụ cho mỗi đại lý ít nhất là 10 mời 10 người, mời 10 người, và chúng ta ngay từ đầu là chúng ta khi mời ấy, là chúng ta đã phải biết được là khách hàng tiềm năng của mình ở đối tượng nào để chúng ta mời, chứ không phải ai mình cũng mời. Tại vì mục tiêu của mình khi mời khách hàng đến đây là mình gì, mình muốn chốt họ trở thành khách hàng của mình, đúng không ạ? Chính vì vậy mà ngay ngay trong cái việc mà mình mời một người mình cũng đã sàng lọc khách hàng rồi đó. Tại vì chúng ta biết là tổ chức một chương trình hội thảo thì chúng ta đầu tư tương đối là lớn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải sàng lọc khách hàng ngay từ đầu, và chị nên mượn lực bằng cách là giao nhiệm vụ cho mỗi một đại lý là ít nhất là 10 người. Vậy thì chị có 10 đại lý thì chị sẽ có 100 người, và chắc chắn một điều rằng là khi mà chúng ta có 100 người thì đến khi mà ngày mà chúng ta tổ chức hội thảo thì cái tỷ lệ của chúng ta chỉ còn 50 người đã là em là 50 đã là giỏi rồi. Vậy thì ví dụ như mục tiêu của chị là đợt này chúng ta tổ chức là ý định của chị là 100 người, vậy thì mình chỉ có 10 đại lý, vậy thì chị phải nâng lên là mỗi một đại lý phải có 20 người thì hôm đi mới là được 100 người, đúng không ạ? Đó, hôm đi thì mới có 100 người. Vậy thì câu chuyện đặt ra ở đây là cái này chị phải họp hệ thống ngay từ đầu, lọc khách hàng, đối tượng mình muốn nhắm đến là ai, để cho những cái đại lý của mình có người ta có cái mục tiêu, có cái gần như là người ta đã kiểu như là gần như là sơ sơ tuyển ấy, sơ tuyển cái người mà đến tham gia cái chương trình của chị ấy. Đó thì cái đó nó sẽ chất lượng hơn, những người đến nó sẽ chất lượng. Cái thứ hai là mình mong muốn 100 người thì đến cái trong cái giấy của chị ấy, thì là chị đã phải có danh sách ít nhất là 200 người. Em nói ở đây là ít nhất là 200 người thì chị mới có 100 người. Tại vì sao? Cái người mà đã gọi điện cho chị lại ấy, mà nói là ngày mai có việc đột xuất, đấy là người ta có việc đột xuất thật. Còn có những cái trường hợp người ta còn không gọi điện cho mình mà người ta ngày mai người ta không đến cơ, đúng không ạ? Thì đấy là những người ngay từ đầu người ta đã không mong muốn đến cái chương trình này, nhưng có thể là do mình mời nhiệt tính quá thì người ta ừ thôi, nhưng ngày mai người ta sẽ không đến. Còn cái trường hợp như vừa chị nói là người ta gọi điện lại cho chị nói là ngày mai có việc đột xuất, đấy là trường hợp mong muốn đi nhưng có việc đột xuất thật, chị cũng không nên bỏ qua cái khách hàng này đó. Thì chị cũng nên là người ta không tham gia chương trình của chị nhưng về nhà chị cũng cố gắng là chăm sóc. Theo em thì chị nên mượn lực bằng cách là họp hệ thống và giao giao xuống tuyến dưới, bản thân mình làm và các hệ thống trong đội nhóm cùng làm, thì chị sẽ có một lượng khách lượng người đến tham dự chương trình. Ok, rất mong mọi người góp ý ạ. Rồi, cảm ơn chị Phùng Nhung rất nhiều. Trước hết là thầy cũng rất là đồng ý với ý kiến của chị Nhung. Và chỗ này thì chỗ chị Vân cũng như là tất cả các giám đốc khác, các cái trưởng bộ phận và đại lý khác thì lưu ý này. Nó luôn có một tỷ lệ. Đấy, tất cả mọi thứ nó luôn có một tỷ lệ. Mọi người làm tốt thì tỷ lệ nó cao, mọi người làm không tốt thì tỷ lệ nó thấp, còn không ai được 100% cả. Đấy, và chị Nhung chị nói đúng. Bây giờ mục tiêu hôm nay là có 50 người
tham dự cái buổi hội thảo này thì mình phải mời lên 150 người. Thậm chí mình phải mời 200 người bởi vì tỷ lệ của mình đang thấp. Còn mình uy tín rồi, mình xịn rồi. Ví dụ thôi, đây là ví dụ thôi. Chẳng hạn như thầy Phan Anh hội thảo thì thầy Phan Anh chỉ cần 100 người xác nhận thì sẽ có 50 người đến. Bởi vì nhiều người người ta sẽ suýt xoa này. Ui, nếu mà không đến gặp ông này thì rất là phí, thì rất là tiếc. Ông này ông ấy VIP, ông này ông ấy giỏi. Ví dụ thế, đúng không? Thì cần 100 người thôi. Còn chứ không phải 50 người đâu. 50 người là kiểu gì cũng chỉ còn 20 người thôi. Tại vì họ bận thật. Họ bận cũng không thật. Rồi đủ thứ để khiến buổi sáng họ thay đổi. À, sáng nay định dắt xe ra trời nó mưa. Thôi, chả đi nữa. Bởi vì có phải công việc của tôi đâu. Có phải là thứ bắt buộc đâu. Có đúng không ạ? Sáng ngày ra ngủ dậy muộn. Đêm qua xem bóng đá, xem phim. Ngủ dậy muộn mệt quá. Đặt chuông không dậy được. Thôi. Nghỉ quên luôn, không quan tâm. Bởi vì không đi tôi có bị phạt gì đâu. Rồi, đấy là những cái lý do này các giám đốc và các đại lý đều biết rồi. Thế thì để tăng được tỷ lệ đúng không? Một là mình mời nhiều lên. Thứ hai là mình mời đúng đối tượng. Như chị Nhung nói đúng, mời đúng đối tượng. Và thứ ba là cái xác nhận nó phải là rất là uy tín. Thí dụ như là mời thầy Phan Anh là thầy ơi, chương trình này rất là quan trọng, thầy sự hiện diện của thầy là rất là quan trọng với công ty chúng em, nên là em rất là muốn là thầy xác nhận với em là thầy sẽ qua và qua đúng giờ chứ ạ. Cái này để công ty em còn làm cái nọ làm cái kia. Đấy. Mọi người ơi, mọi người không biết đâu nha, những bọn mà nó bán kỳ nghỉ ấy, mọi người có biết cái khái niệm mà các cái bên bất động sản nó bán kỳ nghỉ không? Ở đây đã được ai mời bán kỳ nghỉ chưa? Không hiểu khái niệm bán kỳ nghỉ à? Có ai hiểu khái niệm bán kỳ nghỉ không? Không thì lắc nhá, mà có thì gật nhá. Lắc hết à? Tức là nhà, nó có một cái như này, tức là mình sẽ bỏ ra, ví dụ mình bỏ ra 100 triệu mình mua, thì nó sẽ cho mình nghỉ được độ 10 đêm hay là 20 đêm ở bất kỳ cái khách sạn nào, ở cái resort nào trong hệ thống của nó. À, thì cái khái niệm đấy nó gọi là bán kỳ nghỉ. Holiday mà, kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng ấy. Thế thì mọi người có biết không, nó tổ chức hội thảo rất là hoành tráng nhá, quà nó tặng rất là VIP, quà nó tặng là kỳ nghỉ thật đấy, mà nó mời khách nhá. Anh ơi, em ở bên này, em mời anh tham dự hội thảo cúp máy luôn anh ơi. Những gặp những người mà như mình ấy, là mình muốn đến ấy, anh ơi đến xong nó khoảng độ 10 lần nhá, gọi nhắn tin xác nhận rồi buổi sáng anh ơi anh nhớ đến nhé, vân vân mây mây, đến xong nó tặng quà xong là khách nó vẫn còn không coi ra gì. Đấy, chỉ cần biết là nói là bán kỳ nghỉ cái là bọn nó đã không ấy rồi. Tức là bây giờ là khách hàng người ta cũng bị lừa nhiều, bị mất thời gian vào những cái vô bổ nhiều. Cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta đang làm trong cái thời điểm mà tỷ lệ nó phải rất là cao và phải xác nhận nhiều lần thì khách mới đến, và đến được rồi là phải chốt chặt và có phễu, đúng không? Ví dụ phễu bây giờ là cái gì? Phễu nó phải có giá trị. Ví dụ bây giờ là bạn kết hợp với một bác sĩ, bạn sẽ khám tiểu đường cho bệnh nhân, thế thì chắc chắn là cái lợi ích đấy họ sẽ đến. Bạn kết hợp với một bác sĩ đo huyết áp, khám xét ba lăng nhăng một tí, ý là nó không quá sâu ấy, thế thì người ta sẽ đến. Sau đó bạn bán thuốc, sau đó bạn bán thực phẩm chức năng, sau đó bạn bán đồ của bạn vào, đấy là bạn sẽ bán lẻ được. Và trong số những người đến đấy thì có thể là người bố, người mẹ thì mua khách lẻ, nhưng lại mời người con trở thành đại lý cho mình. Chứ còn bây giờ cứ bảo là mời thầy Phan Anh qua nghe hội thảo của em thì nói thật là thầy không đi đâu. Đó, đấy là thầy chia sẻ thật. Thế thì phương pháp là ok, mượn lực như chị Nhung nói là rất đúng, yêu cầu đại lý. Nhưng mà vấn đề nó như thế này này, chị Nhung này, các chị này. Vấn đề là
bây giờ dưới chị Vân bây giờ có ba đại lý chẳng hạn, ba đại lý thì không mời đủ, rồi thì lực nó yếu quá, lực nó yếu quá không mời đủ, rồi không mời được, thậm chí là không mời được ai, thế thì làm thế nào? Đó thì ta sẽ lại quay lại cái câu chuyện là ta muốn tổ chức sự kiện thì ta phải làm những cái gì. Thì cái logic của cái quy trình của nó như sau. Thứ nhất là bây giờ mình phải lên chương trình sự kiện, thời gian địa điểm rõ ràng, sự kiện đấy là sự kiện gì, hôm đấy là đào tạo hay hôm đấy là tư vấn hay là hôm đấy là khám bệnh hay là hôm đấy là tặng quà hay là tất cả những thứ gì mình đều có thể đưa vào một chương trình. Ông Phan Anh thì đào tạo, ông bác sĩ nào đấy thì khám xét, chẳng hạn như là bây giờ ví dụ đây đúng không, chồng chị Vân là bác sĩ thì có thể yêu cầu là nhờ anh chồng, có thể nhờ anh chồng là anh ấy khám bệnh, đứng ra anh ấy bảo là thôi anh cho em xin 2 tiếng của anh đến chỗ này, thế là em sẽ tổ chức một cái chương trình khám bệnh miễn phí cho bà con đó. Tại sao mọi người có biết là cái bọn mà nó đi bán hàng ở nhà văn hóa, có biết cái bọn đi bán hàng ở nhà văn hóa tại sao nó vẫn có các cụ đi ra không? Bởi vì nó chơi cái bài như này này, là bây giờ là các cụ cứ đi ra là nó tặng cho các cụ một gói mì chính với lại một chai dầu ăn. Đấy, mồi đấy, phêu đấy. Thế các cụ ở quê thì nhiều khi là chai dầu ăn gói mì chính ngồi nhẩm nhẩm 30.000 ấy, thấy ngon. Thế là cứ ra nhận, các cụ nào nhận xong đi về. Thế một số cụ thì cũng ngồi nghe xem các cháu nó nói gì. Xong bắt đầu nó mới bán cái loại thuốc nhà tôi ba đời. Đấy, nhưng mà tôi là đời thứ nhất. Cái loại đấy là cái loại mà nó lãi rất cao. Đúng không? Các cụ chỉ cần mua hộp 200.000 thôi thì nó đã gỡ lại được hết cái phần mà nó vừa tặng cho các cụ rồi. 200.000 nhưng mà cốt nó có 30. Đấy. 20. Đấy, thế xong rồi nghe nó ủi thuốc này, cụ đau xương khớp, rồi cụ tiểu đường, cụ thì mỡ máu, cụ thì men gan cao, thế nó quất hết lô sẵn tiền ở nhà con đi làm ở Hà Nội gửi về cho. Đấy. Tại sao nó bán được? Bởi vì nó có những cái phễu như thế. Thế bây giờ mình phải học. Bây giờ mình cho mỹ phẩm thì các cụ không lấy, thì bây giờ mình phải cho mì chính, cho dầu ăn để mà mình hút các cụ tới. Đấy là mình nói thí dụ, chứ không phải là phễu bây giờ lại cho các cụ khóa học. Thế các cụ học làm gì? Giờ lại còn đội nhóm vô địch với các cụ thì thôi khỏi. Tức là sản phẩm nó phải phù hợp, đúng không? Suy nghĩ nha. Suy nghĩ về cái điều đó. Lên một chương trình kỹ lưỡng. Đấy. Số lượng là bao nhiêu, giá trị như nào, cách nào để dẫn khách tới. Rồi giao nhiệm vụ cho nhân viên, giao nhiệm vụ cho mọi người, rồi chạy quảng cáo, rồi phát tờ rơi, rồi trực tiếp đi mời. Đấy, thông qua hội phụ nữ phường, thông qua ông trưởng thôn, thông qua cơ quan đoàn thể nhiều cách, thông qua bà bán nước. Đấy, thông qua bà bán cà phê, như hôm qua thầy nói. Mượn lực, không phải là mượn lực của nhân viên của mình, mà có thể mượn lực của rất nhiều người khác. Hoặc thậm chí là bây giờ chị Vân muốn mở ở Nam Định, đúng không? Chị Vân có thể dùng chính đội các giám đốc miền và các cái đại lý ở đây, 30 người, 35 người đang ngồi đây. Là trong tháng 5 này, tôi là Hồng Vân muốn tổ chức một hội thảo 100 người. Đấy, tôi mong muốn tất cả các đại lý, các giám đốc giúp tôi một tay. Thế thì bây giờ ví dụ như là bà Lan, bà ấy sẽ phải tìm cách, bà ấy phải gọi cho người quen ở Nam Định là đấy, xem là cử 1-2 người nào đấy đến. Thế thì cả đội này xuống vào giúp thì sẽ có 100 người. Mình chứ không phải là, chứ không phải là chỉ có là dưới chị Vân bây giờ không có ai. Dưới chị Vân chỉ có 1-2 người yếu quá, không làm nổi. Chạy quảng cáo không chạy nổi. Bà Thảo thì bà ấy chỉ là có người thì bà về nói, thế còn không có người thì bà ấy cũng không biết làm sao để ra người. Đúng không? Bí quá lại chạy ra chợ người cho mỗi đứa 50.000 mà ngồi.
hội thảo ấy, cho các cụ chai dầu hay là cho mỗi cụ 50 về. Ui, các cụ ngồi ngay ngắn họp, tưng bừng lắm. Xong cái phần chương trình đúng không? Đấy, xong đến phần thứ hai mình phải tính toán về chi phí. Đấy, quà như thế nào, chạy quảng cáo bao nhiêu, ai chạy, chạy thời gian nào, chạy trước 1 tuần hay 2 tuần, chạy trước như thế nào, nội dung ai chạy, vân vân, chi ngân sách như thế nào, tỷ lệ chốt dự kiến là bao nhiêu phần trăm. Mình phải làm rất là kỹ và làm rất là có trách nhiệm thì mới được. Và nên luôn luôn tính dự phòng xa ra. Muốn có 50 người đến hội thảo thì tốt nhất là cứ đi mời 200 người nó ừ. Thế còn muốn 200 người nó ừ thì phải mời 300 người. Bây giờ ví dụ như gọi điện, thầy ơi hôm tới thầy qua ủng hộ em nhá. Còn không đấy thầy bận rồi. Thế là thầy là nằm trong 300 người. Nhưng mà gọi đến là hôm tới thầy qua nhá. Ừ thôi được rồi, để thầy xem đã. Thế thì xem đã của thầy là rơi vào cái nhóm 200 người. Thế thì đến buổi sáng hôm sau hội thảo thầy thôi sáng nay thầy mệt lắm, thầy không đến đâu, ok. Bởi vì thầy xem đã chứ thầy không hứa. Là như vậy là thầy sẽ rơi vào cái nhóm là 150 thằng không đến đấy. Và sẽ còn 50 người sẽ đến xem nó là cái gì. Chương trình nào người ta cũng phải làm thế hết, chị Vân nhá. Và không từ mọi thủ đoạn, không từ mọi cách thức. Đấy, từ mời mọc chẳng có gì xấu cả. Mình cũng buôn gian bán lận, mời người ta đi bán ma túy đâu mà phải sợ. Không phải sợ. Tôi có hội thảo, tôi có quà, tôi có chuyên gia về. Nhưng mà bây giờ phải nghĩ cái quà cho nó hiệu quả. Bây giờ tặng thì tặng cái cốc, đúng không? Ok, bây giờ tặng cái cốc. Tôi nghe Minh Thảo nói là bây giờ các chị còn cho cái cốc, các chị còn không tặng nổi đây này. Thế thì bây giờ tặng cái gì? Tặng khóa học, tặng cái cốc, tặng sữa rửa mặt, tặng kem đánh răng. Hay là tặng cái gì? Hay là tặng một buổi khám bệnh. Thà mình thuê một cái bác sĩ sinh viên ấy, sinh viên đại học ấy. Mình thuê một cái sinh viên đại học y ấy, nó về nó khám đo huyết áp, đo tiểu đường các thứ, có khi lại còn vớt được rất nhiều khách. Thế nhưng mà xem cái sản phẩm gì bán nó phù hợp với cái nhóm khách đấy. Hiện nay cái đội mà hiệu thuốc ấy, mới lại nó bán những cái sản phẩm có cái khả năng gọi là hỗ trợ chữa bệnh ấy, kiểu như tiểu đường, kiểu như là mỡ máu ấy, thì nó hay sử dụng phương pháp là đưa bác sĩ về địa phương, xong đó là nó gom đến, nó khám miễn phí, xong rồi nó cho thêm chai dầu ăn, thì cứ một buổi sáng nó chốt 50 đơn ngon lành, gỡ lại hết. Khám phụ khoa gì? Ừ đấy, tốt. Nhưng mà khám phụ khoa thì lại phải có phòng tốt nhá, ý tưởng tốt, nhưng mà phải có một cái ý là phải có cái phòng kín. Tức là phải có giường giống như là spa ấy, mình phải kết hợp với bọn spa, mình mượn cơ sở vật chất của nó. Đấy. Thì cái này nó sẽ hơi nhạy cảm một chút, nhưng còn thực ra về mặt đồ đạc, trang thiết bị ấy thì nó cũng không cần cái gì nhiều. Theo thầy hiểu là cái khám phụ khoa thì bác sĩ người ta có thể sử dụng những công cụ nó cũng đơn giản thôi. Không cần những cái máy CT cắt lớp gì cả. Nó chỉ cần mấy cái dụng cụ bằng tay là nó đã làm được rồi. Tốt, đấy là tốt. Ừ, đấy. Huyền Thương có nói là tặng buổi khám phụ khoa rất tốt. Ừ, đúng rồi. Ừ, rất tốt luôn. Đấy, soi da. Rồi thì kết hợp với bọn spa là gì? Làm da kiểu như là ý là cắt tóc gội đầu hay là massage đấy, tổ chức những cái buổi massage 30 phút massage miễn phí, chấp nhận thôi. Thế thì khách nó mới tới chứ. Bây giờ cứ gọi thầy ơi có rảnh không, còn đang không rảnh như này. Các chị nhớ, các chị giám đốc, các chị đại lý nhớ giúp thầy một cái câu rất đơn giản đấy là
là người ta đến là vì lợi ích của người ta. Người ta đến là vì lợi ích của người ta. Thế mà lợi ích nó không có thì người ta đến làm gì? Con người suy cho đến cùng là đều hành động vì lợi ích hết. Người ta bảo là kể cả cái vụ cá coi, bọn nó có cái bình luận này rất hay này. Thầy là một người mà chỉ đọc lướt cái bắt được đúng một keyword là thầy nhớ luôn câu cả câu chuyện. Là gì? Chỉ có tình yêu của người mẹ đối với người con là tình yêu vô điều kiện, chỉ có một chiều nhá. Tình yêu của người mẹ với người con hoặc những người bố mà có gọi là có trách nhiệm, còn bố không có trách nhiệm nó vứt, nó chỉ coi như là một sản phẩm lỗi nó tạo ra rồi. Nhưng chỉ có tình yêu của người mẹ đối với người con là tình yêu một chiều, đấy là tình yêu vô điều kiện. Còn tất cả những tình yêu khác là đều là tình yêu có điều kiện. Vợ chồng hạnh phúc phải có điều kiện, vợ phải xinh, vợ phải đẹp, vợ phải giỏi thì mới hạnh phúc được. Đấy là dạng tình yêu có điều kiện. Muốn các đại lý tiềm năng, khách hàng tiềm năng đến với hội thảo của mình thì phải có điều kiện. Tôi được cái gì? Bạn, tôi bỏ ra 2 tiếng cho bạn, tôi ngồi đấy nghe bạn nói, nghe bạn chốt đơn, đúng không? Chuẩn bị nộp tiền cho bạn, thế thì tôi được cái gì? Thì phải cho người ta cái điều đó. Thế mà không có thì người ta, và thậm chí cái thứ mà mình cho có đúng cái thứ người ta muốn hay không không? Ví dụ vui đây nha. Bây giờ các cụ 50 tuổi toàn là tiền mãn kinh mới mãn kinh hết rồi tặng cốc. Các cụ mang về chỉ pha trà uống nước. Đúng không? Không đúng. Tức là ý của thầy muốn giải thích này là sản phẩm tặng hay là cái phễu hay gì đó nó không đúng đối tượng. Nhưng mình cho các cụ, mình bảo là về cho con gái dùng, về cho con dâu dùng, cái này tốt lắm thì được. Đấy là phải nhấn mạnh như thế. Đấy, và tổ chức ấy thì mình phải tổ chức như thế này. Nha, mình phải tổ chức là ví dụ một tháng mình sẽ có một cái buổi lớn. Một tháng là sẽ có một cái buổi sự kiện lớn có thể lên tới 50-100 người. Còn hàng tuần sẽ có những buổi nhỏ. Nhỏ chỉ cần 10 người. Đấy, và hàng ngày là buổi một người gặp 1-1, hai người gặp 1-2, ba người gặp 1-3. Và muốn có nhiều người tham gia vào cùng mình thì phải có nhiều hệ thống, nhiều đại lý, nhiều cộng tác viên để người ta đưa người tới. Bọn bán hệ thống này nó hay gọi là OPP, đúng không? Nghe chưa? Các cái buổi OPP tức là những cái buổi hội thảo nhỏ đấy. Một tháng thì làm một buổi lớn, cố định luôn. Vào một cái ngày nào đấy trong tuần, sau đó là cứ chạy cho cái sự kiện đấy. Sau một tuần là có một cái buổi cố định làm buổi nhỏ. Ví dụ như là buổi tháng đặt mục tiêu 50 hoặc là 100. Tuần đặt mục tiêu là 10. Và ngày đặt mục tiêu là 1 hoặc 2. Thế là cứ như thế, ngày nào mình cũng có khách để mình gặp, tuần nào mình cũng có khách để mình gặp và tháng nào mình cũng có khách để mình gặp. Trả lời cho 2 câu hỏi đã hết 1 tiếng 20 phút rồi. Bây giờ sẽ nói về cái gọi là cái xây dựng hệ thống, đúng không? Mọi người đang, thực ra tôi biết là mọi người rất là giỏi về việc xây dựng hệ thống rồi. Thì tôi cần cái mà mọi người hỏi ấy, là như hệ thống của em gặp vấn đề này, hệ thống của em gặp vấn đề kia, em cần thầy thế này, em cần thầy thế khác. Thế còn lý thuyết về xây dựng hệ thống ấy, thì nó cũng khá đơn giản. Nha. Thì ở đây đầu tiên ấy, là mình sẽ làm cái hệ thống
theo hệ nhị phân hoặc theo hệ mặt trời. Và thông thường thì mọi người nên làm theo hệ nhị phân cho dễ. Nhị phân tức là gì? Từ ông Phan Anh xuống bà Luyến, xuống bà Lan, đấy gọi là hệ nhị phân. Xong từ bà Lan lại bắt đầu xuống bà Lan 1, bà Lan 2, bà Luyến xuống bà Luyến 1, bà Luyến 2. Hiểu không? Cứ tẽ rẽ nhánh như thế, cứ rẽ nhánh như thế thì người ta gọi là hệ nhị phân. Còn hệ mặt trời là gì? Ông Phan Anh sẽ có bà Luyến, có bà Lan, có bà Nhung, có bà Hiếu, có bà Quế, rồi có bà Lan hay bà Nụ, rất nhiều. Thì cái hệ đấy, cái cách đấy người ta gọi là hệ mặt trời, mô hình ấy. Thì mọi người chạy mô hình hệ mặt trời cũng được, mà chạy mô hình hệ nhị phân cũng được. Và thường bọn làm đa cấp ấy, là nó chạy hệ nhị phân nó rất nhanh. Thế còn mình không phải là đa cấp, mình ở đây là bán hàng phân phối theo chiết khấu của đơn hàng, thì mình làm hệ nhị phân cũng được và hệ mặt trời cũng được. Mình phải làm rõ các nhiệm vụ. Thứ nhất là làm rõ các nhiệm vụ là, thứ nhất là bán lẻ, thì bản thân mình bán lẻ được bao nhiêu. Cái bán lẻ để làm gì? Thứ nhất là cái bán lẻ nuôi sống mình. Hàng tháng mình cần có tiền, có thu nhập, không bay bổng được, không nghe hô hào ảo mộng được, cứ về với thầy đi rồi sẽ có nhà có xe. Thế nhưng mà bao giờ thì có nhà có xe thì thầy không nói. Nhà gì xe gì thầy cũng không nói, đúng không? Xong rồi sau 5 năm đi theo thầy, thầy gửi cho cái ảnh nhà là cái túp lều. Đấy, xe là cái xe đạp còn không có cả gác đờ bu, không có cả gác đờ sen. Xong rồi quay ra trách thầy, vào đấy thì mày vẫn có nhà có xe đấy thôi. Đấy là một câu chuyện vui mà nói rằng là gì, mọi người muốn có một hệ thống tốt thì người thủ lĩnh phải là, trước hết người thủ lĩnh phải là người kiếm được tiền nhá. Người Việt ấy là họ không phục nếu như thủ lĩnh không giỏi. Còn có những người sẽ nói rằng là người thủ lĩnh là phải biết quan tâm, phải biết chia sẻ, phải biết yêu thương. Cái vế đấy tôi nghĩ là rất đúng, nhưng mà phải là sau. Tức là bạn phải thành công đã, bạn phải thành công rực rỡ đó nhá. Tất cả các bạn muốn thu hút được người khác, bạn phải là người thành công. Chẳng có thằng nào nó đi theo người thất bại cả. Vỗ ngực thì tôi đi thất bại, tôi sẽ đào tạo cho các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn, nó chạy mất dép. Người ta chỉ đi theo người thành công. Có thể bạn thất bại rất nhiều lần để đạt đến thành công đấy, người ta sẽ rất trân trọng. Chứ còn bạn cứ thất bại, đến bây giờ bạn vẫn đang thất bại, không hút được người. Người ta chỉ đi theo người thành công. Người ta chỉ đi theo người có tiền. Có đúng không ạ? Thế bây giờ tôi hỏi các chị là, nếu các chị không có tiền, các chị không có thành công, thế các chị muốn hút thầy vào thì các chị cho thầy cái gì? Nếu bây giờ thầy là một cái người mà rất tiềm năng với các chị, nào, ví dụ như là giám đốc Luyến hay giám đốc Lan hay là giám đốc Nhung, bây giờ muốn hút thầy vào, nhưng mà giờ đang không thành công, đang không có tiền thì cho thầy cái gì để thầy vào? Mời thầy về hệ thống của em. Bây giờ thì mời thầy bằng cách nào? Có hiểu ý không? Hay là bảo là thôi bây giờ em có mỗi cái tâm hồn đẹp, thầy không cần tâm hồn đẹp, tâm này là thực dụng rồi, tiền đấy, thầy cần tiền. Tâm hồn đẹp thì xin mời là em cứ sử dụng, chồng em cứ sử dụng, còn thầy không có nhu cầu đấy. Thế thì rõ ràng là mình phải thành công, đúng không? Vậy tất cả các giám đốc ở đây nhá, các giám đốc ở đây phải có một nhiệm vụ rất là quan trọng đấy, là mọi người phải thành công. Mọi người phải là người bán hàng giỏi nhất. Mọi người phải là người chốt đơn tốt nhất. Mọi người phải là người có thu nhập cao nhất. Thì từ đấy mọi người mới hút được người khác. Nói người ta mới tin.
và mình mới có tiền mình nuôi họ. Ví dụ như là cứ bán hàng cho chị đi nha, 2 tháng đầu không bán được chị hỗ trợ một chút tiền lương, gọi là để em yên tâm tiền xăng xe đi lại ăn trưa, không phải lấy tiền của gia đình. Đấy, thế thì người ta về với mình ngay. Em tuyển người vô cùng dễ. Ban đầu em tuyển là nhân viên, nhưng sau đấy họ bán được, em lại xây cho họ trở thành đại lý độc lập. Và đến khi họ làm đại lý độc lập được rồi, họ thành công rồi, mình có thể đòi lại cái tiền mình đã cho. Hoặc là lúc đấy mình cũng không cần đòi lại nữa, thì rõ ràng rằng là cái việc tuyển người nó sẽ trở nên dễ hơn. Cho nên là mình vẫn phải bán lẻ. Và Thảo có nói với tôi là đội này nhà em bán lẻ tốt lắm, anh không cần phải dạy, bán lẻ tốt lắm. Ôi thế tuyệt vời. Phải bán lẻ được để nuôi sống mình đã. Coi như là đây là một công việc toàn thời gian của mình. Tiếng Anh nó gọi là full time job, một công việc toàn thời gian. Và công việc toàn thời gian thì mình phải có lương, đúng không? Thế thì cái việc mình bán lẻ đấy chính là lương. Hiểu vấn đề chưa? Trong cái cách mình thiết lập ấy, đấy, là cái việc bán lẻ là mình phải có lương 10 triệu, 20 triệu. Thế còn cái việc bán buôn, tuyển các đại lý vào hoặc là nhận thưởng cuối năm, đấy chính là một khoản đầu tư. Thậm chí cứ chỉ cần lương 10 triệu thôi, 15 triệu một tháng, nuôi được chồng, nuôi được con, ok. Nhưng mình trông vào cái cuối năm, công ty tặng cho con xe, có xe rồi thì bán lấy tiền. Hoặc là thôi em không lấy xe, chị đưa tiền mặt đây, em về em đập vào mặt chồng em cho chồng em nó trật tự đi. Đấy, mọi người phải có cách tư duy như thế thì mọi người mới yên tâm làm được. Tức là vẫn tập trung vào bán lẻ để có lương cho bản thân mình và trả lương cho những người đi theo mình. Còn cái mảng bán buôn, tìm đại lý, tuyển và mở văn phòng, rồi thì nhận thưởng, phát triển hệ thống, thì là cái mảng coi như là một khoản đầu tư. Mà nếu như tất cả mọi người mà bây giờ mà bán được thì tôi nghĩ rằng là tôi sau mấy tháng nữa tôi cũng nhận xe thưởng là chuyện bình thường. Nhưng mà mọi người không bán được thì tôi cũng chẳng thể nhận được thưởng cái gì cả. Câu chuyện suy cho cùng là gì? Thưởng đấy ở đâu ra? Thưởng nó là do chính cái việc bán hàng của mình. Thế thì chốt cái ý đầu tiên là các giám đốc, các đại lý ở đây, các giám đốc phát triển kinh doanh của Minh Thảo, Chị Uân thì là phải thành công. Bằng mọi cách phải thành công. Thành công được đo bằng cái gì? Đúng không? Doanh số bán hàng, thu nhập hàng tháng. Đấy là thành công trong kinh doanh. Còn thành công trong cuộc sống thì tùy. Có thể có những người là vợ chồng hạnh phúc thì là thành công. Nhưng có những người ta bảo không, em sống một mình em thấy sướng hơn, thì đấy lại là thành công. Nên là cũng đừng đánh giá là bạn A này ly hôn là không thành công, hay bạn B này ở một mình là không thành công. Thầy không cho rằng là như vậy. Tại vì đó là một cái mối quan hệ có điều kiện mà. Không ở được với nhau thôi. Nhưng con cái thì mọi người phải để ý nhá. Chúng ta có những cái trụ cột là gì? Trụ cột là về sức khỏe, con cái, thu nhập và gia đình hai bên. Thế thôi. Đấy là những cái trụ cột chính chúng ta cần phải rất quan tâm. Và bây giờ thì một số chị thì cũng lớn tuổi rồi, còn hầu hết là mọi người vẫn rất là trẻ. Thì mọi người phải tích lũy. Phải tích lũy nhé. Không quan tâm đến chuyện là mọi người làm ra bao nhiêu. Quan tâm đến chuyện là mọi người tích lũy được bao nhiêu. Bởi vì suy cho đến cùng, đến một thời điểm mà mọi người xòe tiền ra thì ai nhiều tiền hơn là người thắng. Thầy có một bạn nhân viên đi làm lương chỉ 10 triệu thôi. Lương chỉ 10 triệu, không biết bằng cách nào mà bạn ấy mua được một miếng đất 1 tỷ. Đấy. Nể nó luôn.
lương làm 10 triệu mà đến lúc nó mua một miếng đất 1 tỷ đấy, nó không quan trọng. Bạn có thể uống Starbucks, bạn có thể uống Phúc Long, bạn có thể ăn uống trà sữa Phúc Long, bạn có thể xem phim CGV, bạn có thể đi du lịch sang chảnh, nhưng bạn vẫn ở trọ. Phải có tích lũy, kiếm tiền, chi tiêu cho bản thân, chi tiêu cho con cái, gia đình vân vân, nhưng mà phải có tích lũy nha. Và trong mối quan hệ vợ chồng thì tin tưởng lẫn nhau là tốt, nhưng vẫn cần phải có những khoản tích lũy riêng. Đến một ngày đẹp trời, tự dưng là mình nhận ra rằng đây không phải là tình yêu đích thực của đời mình, hoặc đối tác nói với mình y chang như vậy, thì mình sẵn sàng ra đi, bởi vì mình có cọc tiền mấy tỷ thôi. Ơ, thầy không ấy đâu nhá, thầy không cổ suý cho việc không tin tưởng nhau nhá, thầy không cổ suý cho việc là ly hôn nhá. Đừng hiểu sai. Nhưng mà ấy, mọi người không biết đâu, ly hôn nó là một thứ rất kinh khủng. Cái bát mẻ người ta còn đòi chia cơ mà. Người ta nói là không có gì tệ bạc hơn là lúc mà ly hôn đâu. Thầy đã chứng kiến nhiều vụ rồi. Ok, mấy cái trụ cột đấy mọi người phải tập trung vào. Vậy thì kỹ năng đào tạo tốt, kỹ năng bán hàng tốt, kỹ năng thực chiến tốt, kỹ năng lập kế hoạch tốt. Thiếu kỹ năng nào xin mời các giám đốc comment ý kiến, thầy sẽ bổ sung. Xây dựng thương hiệu, làm đẹp, trở thành chuyên gia về sức khỏe, trở thành chuyên gia về làm đẹp, trở thành chuyên gia về tài chính. Đấy, mình thành công rồi thì mình đi ra ngoài mình hút người rất là dễ. Đấy, mình hút theo hệ nhị phân, theo hệ mặt trời. Mình muốn mục tiêu bao nhiêu, để đạt được cái mục tiêu như vậy mình cần bao nhiêu người. Đấy, bây giờ Thảo đang đưa ra mục tiêu là dưới mỗi một giám đốc là có 50 giám đốc. Vậy thì cứ đi cày 50 giám đốc cho thầy đi. Cày bằng cách nào? Tổ chức hội thảo, chạy quảng cáo tuyển trực tiếp. Đấy, đi cắt tóc gội đầu thì cũng quất luôn em gội đầu trở thành khách hàng của mình. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành khách hàng của mình. Thôi, bây giờ dừng lại một chút cho đặt câu hỏi nhá, xong rồi cho nghỉ, thấy nhiều người ngáp lắm rồi. Xây dựng đội nhóm, bọn nó toàn đi học campaign mấy ngày mấy đêm, suốt ngày hô hào tôi sẽ làm được, rồi thử thách nọ thử thách kia, rồi ôm nhau khóc lóc sướt mướt, sau 3 ngày ôm nhau khóc lóc sướt mướt về thì lại ôm nhau khóc lóc sướt mướt tiếp, bởi vì không bán được hàng. Đoạn đấy thì mấy thằng mà làm cam nó không nói. Đúng không? Tại vì hầu hết các cái campaign các bạn đi học đầu hết là chủ yếu là về tinh thần, cảm xúc. Xây dựng đội nhóm mà, toàn team building. Ôm nhau khóc rưng rức, xong rồi về cái này lại tiếp tục lại khóc tiếp bởi vì không bán được hàng. Muốn bán được hàng ấy, đấy là gì? Kỷ luật. Kỷ luật ở đây rất quan trọng. Kỷ luật thì vẫn đúng, ví dụ như phải làm đúng, làm đủ, làm thường xuyên, làm liên tục tất cả những công việc mà chuyên gia yêu cầu. Làm như thế sẽ ra đơn. Rồi phải xây dựng thương hiệu cá nhân mình thành công. Mình thành công mình sẽ hút được. Bây giờ mà thầy bảo là, bây giờ thầy chỉ cần bảo một đứa làm là học trò của thầy là bây giờ mày vào Minh Thảo làm đi, thầy đảm bảo mày sau 1 năm nữa mày sẽ mua được xe hơi. Thầy hứa với mày luôn. Thế thì nó tin thầy nó sẽ vào. Bởi vì thầy có uy tín, đúng không? Vậy thì các chị có uy tín đi. Các chị đưa người vào, các chị hứa với họ 1 năm sau, 2 năm sau mày sẽ nhận được xe nếu như mày làm đúng tất cả những việc chị yêu cầu. Còn nếu mà mày làm đúng tất cả những việc chị đã yêu cầu rồi mà không đạt được xe, chị bỏ tiền túi ra chị mua xe cho mày. Thì tuyển người dễ cực luôn. Những bản thân mình cũng không hứa được như thế đâu mà. Đúng không?
Làm đi, sợ gì, hứa thật nhiều lại thất hứa, lo gì. Em này kiệm lời suốt ngày nhắn tin, suốt ngày chat. Chắc là đội học với bà Thảo bị bà ấy o ép nhiều quá, bà không cho nói, thầy cho nói thì chẳng thấy nói gì. Hình như chủ tịch đi ngủ rồi sao nói xấu được. Và thầy ơi, các chị em làm tức là sợ là ví dụ tự nhiên mà nhiều người nói lên một lúc ấy thầy, thì nó sẽ là vì thiếu cái sự tập trung vào ấy ạ, thì các em là muốn lắng nghe thầy, ví dụ khi nào thầy hỏi thì các em sẽ là có và có trả lời thầy ạ. Có câu hỏi gì không? Hỏi nhiều vào nhé. Thầy Ai ơi, cứ ai tức không là có bây câu giờ là hỏi mình sẽ là, làm vâng xin lỗi, là cứ ai không có câu hỏi là người đấy là chưa tập trung với công việc đâu. Bởi vì nếu mình làm ấy, kiểu gì mình cũng sẽ vướng, kiểu gì mình cũng sẽ mắc. Thế nhưng mà ngày xưa mình vướng mình không biết hỏi ai, mình không tin tưởng cái lời tư vấn của người đó. Nhưng bây giờ mình có người hỏi và mình tiếp xúc với ông ấy mấy buổi rồi, mình thấy là ông này tư vấn được, nghe được, thế thì hỏi mạnh vào. Xin mời. Dạ vâng, thầy ơi em xin phép hỏi là tức là bây giờ là sẽ có câu hỏi hay là bản thân em thì đang dân muốn là chia sẻ cái vấn đề mà của mình và đội nhóm của mình đang gặp phải ấy thầy ạ. Ừ. Rồi. Vâng. Đấy. Dạ vâng, em xin phép thầy là đây là đang ở cái phần nội dung đấy là về xây dựng đội nhóm. Thì như thầy có nói lúc đầu là thầy sẽ không nói đến lý thuyết là kỹ năng như thế này như thế kia nữa, mà thầy muốn lắng nghe cái thực tế trong đội nhóm của các chị em giám đốc ở đây để thầy nắm bắt được, để thầy có thể đưa ra được cái giải pháp cho các em. Thế thì em đang thấy rằng là cái thực trạng của cái hệ thống của em như thế này thầy ạ. Đấy là cái lượng đại lý tuyển vào là được ít, rất ít và không đều. Đó, em lấy ví dụ như một chị đại lý thì chẳng hạn như thể được trong một tháng thì tuyển được tầm khoảng một vài người. Đó, và vào thì phần lớn nhá thầy nhá, phần lớn là người ta sẽ bán hàng ở cái đơn hàng đầu tiên cho những người thân người quen và các mối quan hệ của họ, và sau đấy là bắt đầu là bị chững lại, không ra được các mối quan hệ mới để có thể bán hàng được đều đó, và vì thế thì người ta sẽ là bỏ cuộc. Và còn về cái vấn đề bán lẻ thì thực tế em nhìn thấy rằng là kể cả cá nhân em hoặc là các chị em trong hệ thống thì em nhìn thấy là bán lẻ chưa tốt thế ạ, chứ không phải là bán rất tốt rồi đó. Và một cái nữa đấy là các em đang còn rất là yếu, đấy là về cái thương hiệu cá nhân đấy ạ. Đó, cái sức hút cái thương hiệu cá nhân là em và trong đội nhóm của em thì chưa có thế ạ. Ok. Dạ vâng, Cái em xin hết ạ. Đấy là một số cái vấn đề, cái thực trạng nổi bật chính nhất ở trong cái đội nhóm của em. Dạ, em xin hết ạ. Em cảm ơn thầy và các chị em. cái vấn đề của Luyến vừa đưa ra thì nó có ba ba cái vấn đề riêng biệt đúng không? Thứ nhất là về vấn đề mà tuyển dụng đội nhóm. Tuyển dụng người mới vào thì thứ nhất là tuyển thì cũng thưa thớt, lúc tuyển được lúc không tuyển được, số lượng nhỏ. Thứ hai là với những người tuyển được vào thì họ bán hàng, họ đẩy hàng ra cũng rất là khó khăn, bởi vì họ sẽ bán cho người thân người quen được một vài đơn, sau đó thì họ sẽ không bán được nữa, và sau đó thì họ cũng sẽ gặp những cái khó khăn bí bách về về việc ra hàng, đúng không? Đấy, đấy là cái mảng đại lý. Thế rồi thì một cái câu hỏi nữa là xây dựng thương hiệu cá nhân cũng chưa mạnh, đúng không? Không tạo được sức hút, Dạ. đúng không? Dạ. Thì chắc là Luyến với lại Lan với lại Nhung có 6 giám đốc vùng, giám đốc miền đây thì là những người mà gọi là tốt nhất rồi mà vẫn còn đang gặp những vấn đề như vậy.
thì suy ra là những người khác cũng đang gặp những vấn đề tương tự, đúng không ạ? Dạ. Thế thì ví dụ như là Luyến thì tuyển, Luyến tuyển người bằng cách nào? À, thưa thầy, là em thì hiện tại tuyển người đấy là sẽ bằng cách là, một là từ cái nguồn khách hàng lẻ của mình, họ yêu thích dùng cái sản phẩm của mình, họ cảm thấy là họ hài lòng với thầy, thì mình sẽ là chia sẻ cơ hội kinh doanh đến họ. Hoặc là có những cái đối tượng mà chưa dùng sản phẩm nhưng mà em vẫn chủ động là chia sẻ cơ hội kinh doanh đến với họ. Em có tổ chức hội thảo hay là các cái chương trình phễu hay Zoom hay là kết hợp với các cái đơn vị bên thứ ba họ tìm khách hàng cho em không, kiểu như thế không? Dạ, cái đấy thì là em chưa làm thầy ạ. Ờ. Vâng. Ok. Như vậy là các cái kỹ năng, các cái phương pháp để tuyển cũng đang làm cũng rất là hạn chế, đúng không? Dạ. Thế thì đây là câu hỏi nhé. Theo em thì cái nguồn đại lý nó đến từ đâu? Và theo em thì cái phương pháp nào, cách thức nào thì sẽ dễ chốt được đại lý? Đây là chốt vào đại nhá. Thứ hai là đấy, khi mà đại lý nó vào rồi thì làm sao để nó ra được hàng? Dạ. Vâng ạ, theo em thì cái nguồn đại lý em thấy là hiệu quả nhất thì vẫn là từ cái nguồn khách hàng lẻ của mình. Khi mà họ đã dùng, họ hài lòng với cái sản phẩm của mình ạ. Và cái nguồn thứ hai nữa là cái nguồn mà những người mà người ta có cái mong muốn tìm kiếm thêm một công việc gia tăng thu nhập. Thì đó cũng là một cái nguồn đại lý tiềm năng của mình đấy ạ. Hầu hết là chiến lược của mọi người là biến lẻ thành chỉ. Có hai đấy ạ. Một là biến lẻ thành chỉ. Hai là trực tiếp là những người mà có thể họ chưa là khách hàng lẻ của mình. Nhưng người ta có mong muốn, người ta có nhu cầu được gia tăng thu nhập này. Tìm kiếm một công việc và cụ thể đấy là kinh doanh online, bán hàng online ạ. Hệ thống của em bây giờ có bao nhiêu đại lý? Hệ thống của em thì hiện tại có tầm khoảng 40 đại lý thầy ạ. 40 đại lý. Dạ. Như vậy là với mỗi đại lý bán khoảng 20 triệu một tháng, như vậy là lấy số bán lẻ của em khoảng 1 tỷ một tháng. Có tháng thì đạt nhưng có tháng thì chưa đạt thầy ạ. Bởi vì cái 4 người đại lý đấy thì tức là mình không trung bình được mỗi người là bán 20 triệu một tháng thầy ạ. Ví dụ như là những cái tháng trước tháng 3, em thấy rằng là tháng 3 và tháng 4 là toàn bộ hệ thống của em là ra hàng chậm hẳn luôn. Bởi vì nó rơi vào cái thời điểm là dịch nó rất là lên đỉnh dịch ấy thầy. Thì là các chị em là ra hàng trước kia thì em nhìn thấy rằng là hiện tại cái mức trung bình để mà ra hàng hàng tháng của các chị em ấy thì nó sẽ là tầm khoảng 10 triệu trên một đại lý. Đấy là trung bình ạ. Có những người thì bán vài 30 triệu nhưng có những người lại bán được ít hơn. Thì em trung bình là được tầm khoảng 10 triệu thôi ạ. 10 triệu thế thì như vậy là Luyến sẽ làm theo hệ mặt trời đúng không? Là cứ một dưới Luyến là có 40 đại lý luôn đúng không? Hay là nó có tầm... Không ạ, của em là nhị phân đấy thầy ạ. À. Vâng. 10 triệu. Thế còn những nhóm khác thì sao? Doanh số thì sao?
chị Hiếu với cả Lan có thể chia sẻ thêm với thầy nhé, để thầy nắm bắt được tình hình chung ạ. Em chào thầy. Nhóm em đang một mình một chiến thuyền. Có nghĩa là em thì tham gia làm cùng với Minh Thảo năm 2019, sau khi gặp một số chuyện gia đình thì em có nghỉ mất một thời gian và em mới tham gia lại từ hôm kia. Và hiện tại thì trong ngày hôm qua, ngày hôm nay thì em vẫn sử dụng cái chiến thuật cũ, đó là cái chiến thuật tuyển xỉu của em ấy. Thì là có nghĩa là những năm trước em làm rất là tốt, nhưng mà em nghỉ mất một thời gian khi mà Minh Thảo hoạt động lại thì các bạn giám đốc miền ở đây thì quay lại làm luôn, còn em bây giờ mới bắt đầu quay lại. Thì đến, có nghĩa đến giờ phút này là chỉ có một mình em một chiến tuyến thôi. Thì em vẫn sử dụng cái hiện tại thì em vẫn sử dụng cái chiêu cũ, là em vẫn sử dụng là một em liệt kê tất cả các khách hàng tiềm năng ở trên Facebook có những mối quan hệ từ ngày xưa, ví dụ như là lâu rồi Facebook không tương tác với nhau, thì em liệt kê ra một trang giấy như thế này, một trang giấy như này. Và sau khi em liệt kê ra một trang giấy, ví dụ như ngày hôm nay thì em liệt kê ra được 25 người như thế này. Đấy là nhiệm vụ của em ngày hôm nay. Thì trong ngày mai trong 25 người này thì em sẽ có nghĩa là hâm nóng lại cái mối quan hệ đấy ít nhất là 10 người trong một ngày. Và có nghĩa là 10 người này là em chăm sóc họ và em tương tác lại trên Facebook của họ trong vòng khoảng 5 ngày. Và tiếp tục trong quá trình mà mình lướt Facebook ấy, có cái người nào mà kiểu lâu lâu mình không nghĩ ra thì mình lại nghĩ ra là cái bạn này có khả năng là khách hàng tiềm năng của em, thì em lại đi tiếp xuống dưới này là người thứ 26, người 27, người 28. Vậy thì chưa, cái phương thức làm của em từ ngày xưa đó là mỗi một ngày em sẽ chăm sóc ít nhất, em nói sử dụng cái từ ở đây là ít nhất là 5 người. Và 5 cái người này thì em sẽ chăm sóc liên tục trong vòng 5 đến 7 ngày. Và như cách làm của em mọi lần ấy, thì chắc chắn em chăm sóc 5 người này thì em sẽ chốt một người được trở thành đại lý của mình. Đó là cái bước 1 của em. Và cái bước 2 của em thì tại vì từ hôm qua đến giờ khi mà được học thầy ấy, thì em lại nghĩ ra một cái nữa, đó là tại vì ấy, em thì lại đang có một cái cửa hàng bán trà sữa và đồ ăn vặt, và em có 4 cái lớp mà dạy online, người ta làm về kiểu một số cái, ví dụ như món làm sữa chua hoặc trà sữa để cho con có thể tự uống cả ở nhà, cái này thì em lại dạy năm vừa rồi. Thì em lại nghĩ ra một cái ý tưởng, một là em cũng sẽ làm quay video dạy tặng hẳn các bà mẹ bỉm sữa về cách làm sữa chua ngon để cho các bà mẹ có thể là làm cho con ăn tại nhà. Chắc chắn là mình chỉ làm một khóa thôi, và em sẽ đăng lên các hội nhóm hoặc là Zalo, và đấy là cách để em tìm kiếm khách hàng mới, bằng cách là mình có một cái kỹ năng nào đấy. Có nghĩa là lôm na cái câu chuyện là em có một cái kỹ năng nào đấy và em sẽ dạy lại cho người khác, và em sẽ tặng lại cho người khác bằng cách em quay cái đoạn video nhỏ và dạy họ là làm thành quả và cam kết là ngon, chứ không phải mình học trên YouTube là nhàn vị. Em có một cái quán như vậy. Và vì hôm qua thầy có nói một cái là tặng cái bài của thầy Phan Anh ấy, xong bắt đầu để tặng cái cốc ấy, thì là em mới nghĩ ra cái ý tưởng này. Và cái bước thứ hai thì em sẽ làm như vậy. Và ai muốn nhận cái video này thì kết bạn Zalo với em. Và trong quá trình mà họ tham gia và mình chăm sóc, là mình hỏi thăm là họ làm cho con có thành công không, thì mình đã tặng trắng rồi, đúng không ạ? Bình thường người ta đi học nó mất phí, cái lớp đấy của em nó mất phí, bây giờ em tặng trắng rồi. Thì chắc chắn cũng giống như thầy ấy, có một người vừa cái câu chuyện thầy kể là lẻ quá, lẻ đúng không? Thì chắc chắn là họ ngại, họ sẽ ủng hộ em một cái sản phẩm nào đó. Mà trong quá trình họ đã sử dụng cái sản phẩm của mình, có nghĩa là họ đã trải nghiệm sản phẩm của mình rồi. Thì bước thứ ba đó là em sẽ chăm sóc họ, là có nghĩa là trong quá trình mà mình họ đã trải nghiệm sản phẩm thì mình đã biết là cái người này quê ở đâu này, đúng không? Người này quê ở đâu, công việc của họ làm gì, và hiện tại họ có gặp cái khó khăn gì về tài chính không? Có nghĩa là mình đã hiểu được cái gọi là mình hiểu được khách hàng rồi, thì em sẽ chốt được cái lượng đại lý ở từ cái khách hàng này. Thì đấy là từ hôm qua đến giờ em học và em đã nảy sinh ra được cái ý tưởng. Cái phương thức đó là mỗi một ngày chăm sóc 5 người như này là cách làm cũ của em. Còn cách làm mới đó là mình sẽ tự tổ chức ra một cái khóa học online đặt tặng miễn phí cho họ, và kiểu như là giống như là cái home ấy, cho họ vào một cái home, sau đó em chăm sóc dần dần. Thì đây là cái cách thứ hai. Còn thì từ hôm qua đến giờ em quyết định làm giám đốc miền của Minh Thảo, thì hiện tại là một mình em một chiến tuyến, cho nên em cái đội nhóm của em thì chưa có gì để có thể là chia sẻ với mọi người cả. Em chỉ muốn chia sẻ với mọi người đó là cái cách làm của em ấy, thì từ năm 2017 đến bây giờ làm hệ thống thì em lại hay sử dụng
những cái chiến thuật đó là làm như thế, và em thấy lần nào em làm cũng rất là hiệu quả. Thì đây em muốn chia sẻ cho tất cả các bạn đang làm ở trong đây, thì có một số chị, một số của em đã là giám đốc miền, nhưng mà là những người cũng đã làm cùng với em thời cùng với Minh Thảo ngày xưa, nhưng mà có một số bạn đang là giám đốc phát triển thị trường có thể là chưa kinh doanh bao giờ mà đã vào với Minh Thảo, thì các bạn có thể tham khảo một số cách làm, và các bạn giám đốc miền có thể tham khảo một chút và có thể truyền đạt xuống tuyến dưới. Vì thực sự là bản thân em làm 4 năm hệ thống, em thấy là cái cách mà mỗi một ngày chúng ta cứ chăm sóc 5 người, mà chúng ta chăm sóc 5 người rồi thì đến ngày thứ hai chúng ta lại tiếp tục chăm sóc vẫn cái 5 người đấy nhá, và chúng ta lại chăm sóc tiếp 2 người mới nữa, thì trong quá trình chăm sóc thì chúng ta sẽ lược bớt được cái người nào mà người ta ví dụ chăm sóc đến ngày thứ 3 mà chúng ta đã biết được là cái người này liệu có trở thành khách hàng tiềm năng của mình không, để mình tiếp tục chăm sóc, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta thấy là cái người này không thể trở thành khách hàng tiềm năng của mình rồi thì mình có thể bỏ qua ở ngày thứ 3, là mình có thể bỏ qua để mình tiếp tục với các mối quan hệ tiếp, thì mọi người có thể tham khảo nhé. Thầy ơi, em xin có ý kiến ạ. Vâng, mời chị. Em xin chào thầy, xin chào tất cả các chị em. Em xin chia sẻ bí quyết là muốn chuyển mầm nhanh nhất và hiệu quả nhất. Em đang áp dụng mầm xỉ từ đâu ra. Có 3 chiến lược cho cả nhà. Và chiến lược này cả nhà làm rất dễ và rất đơn giản. Thứ nhất là từ mối quan hệ. Từ mối quan hệ mình phải viết ra. Và nghĩa là mình không viết ra, mình phải săn và bắn nó. Ngắm, săn và bắn. Và tiếp cận bằng mọi cách. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì ạ? Từ khách hàng đã dùng sản phẩm của mình. Nhưng cách này thì mình phải đợi, chờ đợi người ta dùng sản phẩm. Thay vào đấy, mình sẽ có cách thứ ba. Là cách gì? Là cách nhanh nhất. Từ đâu? Từ Zalo, từ Facebook. Vì Zalo, Facebook, mối quan hệ luôn dồi dào. Và mối quan hệ đấy thay đổi luôn từng ngày. Và đấy là một kho vàng chúng ta khám phá. Thay vì chúng ta phải chờ đợi như cái kia, chúng ta tận dụng thêm cái này. Một ngày chúng ta kết bạn với 30 người, nhắn tin luôn với 30 người đấy, làm thân với 30 người đấy. Sau lần này, lúc khi mình kết bạn với người ta, mình gửi lời thân, lời chúc, xong người ta sẽ quan tâm đến Facebook của mình. Khi quan tâm dần dần, họ sẽ là cái ngắm, nghĩa là mình sẽ ngắm bắn cho họ. Nhưng mà khi mình làm như vậy thì mình phải xây dựng mối quan hệ từ lạnh sang ấm và nóng như chủ tịch áp dụng. Thì mình phải xây dựng, mình phải là người cho đi, mình phải là người tìm đến họ và gửi những cái lời chúc, lời như là chăm sóc họ. Em còn có cái cách như này nữa, khi em chuyển thành đại lý và khi họ không chuyển thành đại lý, em còn áp dụng bán hàng luôn. Là gì? Em sẽ là tặng luôn, mời người ta là giúp là công ty mình đang có cái chương trình tặng cốc miễn phí. Thì như là em người thân với chị, em sẽ giúp chị nhận cốc. Thì em cũng thấy là khách từ đấy ra cũng rất nhiều. Nên em muốn cả nhà tận dụng cái phương án này. Và trong muốn con đường thành công của mình phải có này, kế hoạch. Ví dụ chị Nhung Tăng đang quan tâm đến em Tuyết đúng không? Em Tuyết phải ghi chị Nhung Tăng vào sổ. Để làm gì? Mai em Tuyết sẽ lấy chị Nhung Tăng ra để chúc và hỏi thăm. Ngày kia một tuần, đầu tháng hàng tuần, như là liên tục hỏi thăm chị Nhung Tăng để xây dựng mối quan tâm. Thì khi như thế, chị Nhung Tăng sẽ thấy tường của em bán hàng rất tốt, làm rất tốt, rất thành công. Thì chị Nhung Tăng sẽ tò mò. Thì khi chị Nhung Tăng tò mò thì em sẽ đặt tóm chị Nhung Tăng rất dễ và rất đơn giản. Đấy là đang cách em đang làm và rất hiệu quả và rất thành công. Nên em muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này cho tất cả các chị em một cách đơn giản và nhanh nhất. Một ngày chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng thôi, tập trung vào là có kết quả. Mình phải cho đi để mình nhận lại, chứ mình đừng đợi người ta phải vào người ta tương tác với mình. Mình là người chủ động. Rất nhiều người bán hàng nhưng mà người ta đang là rất bán hàng rất nhiều nhưng mà chưa phải thành công. Khi mình quan tâm đến họ sẽ nói ra. Thì lúc đấy mình mới nắm bắt được, mình mới cho giá trị và mình mới đánh vào điểm yếu của người ta được. Còn nhiều các chị cứ ngại là ai nhìn thấy họ đang bán hàng thành công rồi không? Em không từ bỏ ai, kể cả là CEO luôn, kể cả là giám đốc, em cũng trò chuyện hết. Đấy là năng cách của em đang áp dụng. Đấy, em xin chia sẻ đến thầy. Em xin cảm ơn tất cả thầy và các chị em đang lắng nghe. Em chia sẻ con đường em chuyển mầm tại sao mà nhanh và hiệu quả như vậy ạ. Em có một tí ý kiến thầy ạ. Chào thầy và tất cả các. Em muốn nói tiếp cái vấn đề của Luyến, là lúc nãy là Luyến nói là hệ thống của Luyến là đang gặp cái vấn đề thứ nhất là về tuyển sĩ, thứ hai là về cách bán lẻ, và thứ ba nữa là về thương hiệu cá nhân. Thì cái tình hình có nghĩa là nhóm của em thì nó
cũng là tình hình giống như Luyến. Hiện tại thì hệ thống của em là khoảng tầm cũng là 50 thành viên, nhưng mà doanh số là không đều. Cái lý do đầu tiên đó là bán lẻ. Và thật sự ở đây thì khi mà mọi người là tập trung vào cái tuyển sĩ thì em lại là mong muốn là về cái vấn đề là về bán lẻ trước. Bởi vì theo mà em thấy hiện tại một số cái hệ thống mà khi mà người ta thu hút được sĩ nhiều là từ cái khâu mà người ta bán lẻ tốt, là khi mà mình bán lẻ tốt, đơn hàng mình nhiều, thu nhập mình ổn định, mình có thể giúp người ta bán lẻ được, thì em thấy là khi cái vấn đề đó khi mà mình hút người nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như hiện tại thì em thấy là hệ thống của em thì đa số các bạn là vào thì hầu hết các bạn là cái mối quan hệ của các bạn là không có được nhiều, và khi các bạn bán được một thời gian thì các cái mối quan hệ các bạn khai thác hầu như là hết. Và khi mà mình nói là ví dụ khai thác khách hàng mới, nhưng mà hiện giờ thì cái vấn đề bán hàng trên Facebook nó rất là khó, nó không như ngày xưa nữa. Nghĩa ngày xưa khi mà bán online thì cách đây mấy năm thì nó rất là dễ, nhưng mà bây giờ thì thứ nhất là mọi người cũng đề phòng nhiều hơn này, rồi người bán thì cũng nhiều, cho nên là bây giờ khi mà mình bắt đầu mình kết bạn và mình vào mình trò chuyện thì người ta sẽ bắt đầu người ta đề phòng, và thậm chí người ta chặn, người ta không nói chuyện luôn. Và em đang có một cái vấn đề đó là em muốn là thứ nhất là hôm qua thì nghe thầy nói về cái vấn đề bán hàng. Thật sự bây giờ thì bán lẻ như thầy nói là bán lẻ như tụi em bây giờ thì em bây giờ có rất là gọi là không thể bán lẻ được nhiều để mà có một cái thu nhập ổn định. Và nếu mà khi mà gặp một cái người ta dạy lẻ tốt hơn và họ thu nhập ổn định hơn thì họ sẽ sẵn sàng là họ không tham gia với mình nữa và họ sẽ rời đi. Hệ thống của em thì đang gặp cái vấn đề đó là đại lý bị rụng dần là do cái vấn đề đó. Ví dụ như em theo dõi thì bên Huyền Phi á, em thấy là hệ thống của họ bán lẻ rất là tốt, mà ví dụ như là một ngày họ nói là họ không chạy quảng cáo nhưng mà họ bán bằng cái kênh nào đó thì em cũng không biết, bởi vì họ chỉ là chia sẻ ở trong nội bộ của họ thôi. Nhưng mà em thấy là cái việc mà ra đơn một ngày một bình quân một bạn ra đơn tới 10 đơn lẻ hoặc là 20 đơn lẻ là một cái gọi là cái không biết là họ sử dụng cái cách nào, hay là ví dụ như là TikTok hay là những cái kênh sàn nào khác thì em không biết. Nhưng mà thật sự những cái đó thật sự em là rất là muốn tìm hiểu và để có thể là áp dụng cho hệ thống của mình, để mọi người có thể là đẩy mạnh cái bán lẻ. Và em nghĩ riêng bản thân em nghĩ ví dụ như bản thân em hoặc là những cái đại lý của em, mà nếu mà mình bán lẻ tốt thì ví dụ như là mình có thể tự tin là vào đây ta sẽ hướng dẫn mày bán lẻ gì chứ thu nhập tháng 5 triệu 7 triệu là ta cam kết với mày, thì như vậy thì họ sẽ có lòng tin và họ vào. Còn đôi lúc em nghĩ bây giờ ví dụ như là em thì khả năng em tuyển sĩ em nói thì người ta cũng sẽ tin rất là nhiều, nhưng em đang bị tắc ở cái vấn đề là bán lẻ, cho nên là khi mà người ta vào em cũng hướng dẫn theo cái quy trình như đó, thì cũng như Luyến, đơn đầu tiên họ bán rất là tốt nhưng mà dần tiếp theo là họ lại khai thác không hiệu quả nữa. Cái thứ hai nữa là một cái vấn đề như thầy nói là bên công ty mình nó sản phẩm nó rất là nhiều, và khi nó quá nhiều thì công ty không tập trung truyền thông cho một sản phẩm nào hết, cho nên là tất cả mọi cái sản phẩm nó đều gọi là về hình ảnh, về video, về thương hiệu tụi em không có. Và khi đó thì để mà thuyết phục cho một người ta mua sản phẩm của mình cực kỳ khó. Ví dụ như vừa rồi em cũng tìm hiểu chạy quảng cáo, em cũng học, em cũng làm, và khi em chạy thì data của em về, số điện thoại về, nhưng khi em nói về cái thương hiệu của mình thì mọi người gọi là khách họ gọi là họ không có chốt đơn được, bởi vì gọi là truyền thông nó quá yếu, cho nên là người ta không biết về cái thương hiệu của mình nhiều đó. Cho nên là khi mà em có đề xuất là ví dụ như là công ty là làm thêm những cái đó để mà mình có thể là truyền thông mạnh, thì đợt này thì có thầy về thì thầy cố vấn thêm cho chủ tịch là nói là về cái vấn đề truyền thông, thì em cũng hy vọng là sắp tới thì để bán lẻ thì em có thêm cái ý kiến như vậy thôi. Em xin hết. Ok, nhất trí nha. Hôm nay muộn rồi cho mọi người nghỉ, nhưng không phải mọi người mệt. Buổi sau ta sẽ tiếp tục học về đội nhóm cộng với lại trả lời những cái câu hỏi của những cái vấn đề của Luyến hay là của chị Hiếu hay là của chị Nhung đưa ra. Đấy, trả lời từng cái câu hỏi một.
Thực ra thì Thảo có nói là hướng dẫn mọi người 3 buổi về chiến lược và đội nhóm để cho mọi người yên tâm, nhưng còn đâu sau sau đấy là sẽ dạy mọi người các kỹ năng cụ thể, từ tuyển đại lý, từ làm chương trình, từ chạy quảng cáo, từ viết content, từ xây dựng hình ảnh, và sẽ vào xem trực tiếp từng Facebook của từng người. Cái ý kiến của chị Hiếu là không có media, không có thương hiệu cho sản phẩm nào, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Mình biết một bên, mình không nêu tên, vì bên đó là học trò mình, đẩy doanh số từ 2 tỷ lên đến 95 tỷ, là mỗi một tháng là các bạn ấy bỏ ra 2 tỷ mà chỉ truyền thông một sản phẩm thôi. Thế thì ví dụ là hôm nay thì Thanh Hương nói, ngày mai thì Quỳnh My, Quỳnh Sói gì đó, hôm sau thì Phương Oanh gì đó, kiểu thế. Tức là vẫn cái sản phẩm đó thôi, nhưng mà nay thì ca sĩ này, ngày mai thì diễn viên khác, ngày kia thì chuyên gia giáo sư khác. Chị Hiếu có hiểu không? Thì công ty bỏ tiền ra để làm, thế thì mọi người, các giám đốc như này này, các giám đốc như là chị Hiếu, chị Luyến hay là các đại lý tuyến dưới, là cầm cái media đó, đăng Facebook, đăng Zalo, đăng TikTok, để thuyết phục khách hàng, thuyết phục đại lý mới, nó rất là dễ. Cái đấy là hoàn toàn đúng. Chị Ánh Tuyết cứ đặt câu hỏi nhắn vào Zalo nhé. Còn bây giờ cho mọi người nghỉ đi, không muộn quá rồi. Mọi người học nhiều là mệt đấy. Nhắn Zalo đi, xong rồi thầy trả lời nhé. Thầy trả lời. Ok. Thôi mời mọi người nghỉ đi. Vâng ạ. Cảm ơn thầy và tất cả các chị em ạ. Cảm ơn mọi người. Chào tất cả các chị em. Chào. Thầy và tất cả chị em ngon ạ. Cảm ơn các chị em ạ.